Xin chào mừng quý vị các bạn. Clip này xin khui thùng và giới thiệu đến với mọi người chiếc subwoofer của Calip, có model là R120SW. Đây là mẫu subwoofer có mức giá thành rất hợp lý, chỉ 8,6 triệu đồng thôi, thưa quý vị các bạn. Mức giá 8,6 triệu đồng thôi cho chiếc subwoofer Calip R120SW. Đó. Em này thì có cái bát là 30 cm, sử dụng màng là aluminum phủ copper, có sẵn mạch công suất tích hợp Class D, công suất thực lên tới 200W. Đó. Và em này thì có giải tần từ 29 cho tới 120 Hz, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Giải trầm rất sâu 29 Hz, có cường độ âm thanh tối đa là 116 dB. Đó, công suất của chiếc subwoofer này từ 200 công suất trung bình cho tới 400W công suất maximum. Củ bát thì đường kính là 30 cm, màng loa aluminum sự phủ đồng. Đó. Và có cân nặng là lên tới là 14 kg, chiều sâu là 48,8, chiều rộng là 35,6 và chiều cao là 41,9. Bát 3 tấc phù hợp cho nghe nhạc và hát karaoke. Và đây là một em subwoofer rất là hợp lý và vừa tiền. Bây giờ xin mời quý vị bạn cùng Bong Audio khui thùng chiếc subwoofer này. Và hàng nhập khẩu chính hãng do công ty Anh Duy nhập khẩu và có mức giá là 8,6 triệu đồng. Đó, bên em có ship hàng trên toàn quốc, bảo hành 12 tháng. Bây giờ xin mời quý vị bạn cùng bên em khui thùng chiếc subwoofer này ra nhé. Chúng ta sẽ có một thẻ bảo hành chính hãng của anh Duy, bảo hành 12 tháng nhé, thưa quý vị các bạn. Ở đây thì có một hai cái sợi dây nguồn để chúng ta kết nối theo tiêu chuẩn châu Âu, và ba sợi theo tiêu chuẩn của Mỹ, châu Âu. Chung cư chơi vẫn rất là tốt, không sợ bị dội tiếng xuống dưới những nhà ở phía bên dưới. Đặc trưng của những dòng loa Calip là sử dụng màng bằng đồng. Đó, rất là đẹp, là chất lượng này. Hôm nay thì sử dụng bát 30 cm, sử dụng màng aluminum sơn phủ copper, công nghệ của Calip. Bát 30 cm này, gân rất là to này. Anh em nào hát hò thì sắm em này về rất là ok này. Đó, có chỉnh volume này, tần số này. Đó, và auto nguồn, nguồn auto. Tức là khi mà không có tín hiệu vào thì nó sẽ tự động tắt nguồn mà chúng ta không cần phải dùng công tắc ở bên ngoài. Đó, cứ cắm nguồn điện online và khi mà không dùng không có tín hiệu vào thì nó sẽ tự động nó tắt nguồn, rất là tiện lợi. Dây nguồn số 8.